giáo dân đã tố cáo các linh mục Nga ủng hộ hòa bình thay vì chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Các giáo viên đã mất việc sau khi trẻ em kể lể rằng chúng phản đối chiến tranh. Những người hàng xóm mang trong mình mối hận thù nhỏ nhặt trong nhiều năm đã rình mò nghe trộm những hàng xóm, kẻ thù, lâu năm. Công nhân tố cáo nhau với ông chủ của họ hoặc trực tiếp với cảnh sát hoặc Tổng cục An ninh Liên bang Nga. Đây là bầu không khí thù địch, hoang tưởng của người Nga trong cuộc chiến với Ukraine và với nhau. Khi chế độ của Tổng thống Nga, Vladimir Putin đàn áp những người chỉ trích chiến tranh và những người bất đồng chính kiến khác, các công dân đang kiểm soát lẫn nhau trong dư âm của những năm đen tối nhất dưới thời Joseph Stalin, gây ra các cuộc điều tra, cáo buộc hình sự, truy tố và sa thải. Các cuộc trò chuyện riêng tư trong nhà hàng và tàu điện ngầm là địa điểm hành nghề cho những kẻ nghe lén, những kẻ gọi cảnh sát để bắt giữ những người phản bội và kẻ thù. Các bài đăng và tin nhắn trên mạng xã hội, ngay cả trong các nhóm trò chuyện riêng tư, cũng có thể trở thành bằng chứng buộc tội để các đặc vụ của Tổng cục An ninh Liên bang Nga phải gõ cửa. Hiệu quả thật đáng sợ, với việc nhà nước Nga khuyến khích mạnh mẽ việc tố cáo và tin tức về các vụ bắt giữ và truy tố được khuếch đại bởi các nhà bình luận tuyên truyền trên các đài truyền hình liên bang và các kênh Telegram. Vào tháng 3 năm ngoái, Putin đã kêu gọi nước Nga hãy tự thanh trừng bằng cách loại bỏ những kẻ phản bội như muỗi. Kể từ đó, ông đã nhiều lần đưa ra những cảnh báo đen tối về kẻ thù nội bộ, tuyên bố rằng Nga đang chiến đấu vì sự sống còn của mình. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, đã có ít nhất 19.718 người đã bị bắt vì phản đối chiến tranh, theo nhóm nhân quyền Ovinfo, với các vụ án hình sự được đưa ra đối với 584 người và các vụ án hành chính đối với 6.839 người. Nhiều người khác phải đối mặt với sự đe dọa hoặc quấy rối từ chính quyền, mất việc làm hoặc bị người thân nhắm mục tiêu, tổ chức này cho biết. Theo nhóm nhân quyền Memorial, hiện có 558 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Nga. Làn sóng tố cáo này là một trong những dấu hiệu của chủ nghĩa toàn trị, khi mọi người đều hiểu cái gì là tốt theo quan điểm của Tổng thống và cái gì là xấu. Vì vậy, ai chống lại chúng tôi sẽ phải bị truy tố, Andrei Kolesnikov, một nhà phân tích chính trị có trụ sở tại Moscow với quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, nói. Giống như nhiều người Nga, ông đã bị chính quyền chỉ định là đặc vụ nước ngoài. Kolesnikov mô tả chế độ của Putin ngày càng độc đoán, nhưng có các yếu tố của chủ nghĩa toàn trị và dự đoán những năm khó khăn ở phía trước. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ không trở lại bình thường, ông ám chỉ Putin. Ông ấy không điên về mặt y khoa nhưng ông ấy điên rồ về mặt chính trị, giống như bất kỳ nhà độc tài nào khác. Cơn lũ các đơn tố cáo đã làm cho không gian công cộng trở nên nguy hiểm. Các lớp học là một trong những nơi rủi ro nhất, đặc biệt là trong lớp học sáng thứ hai do nhà nước tổ chức. Tên của tiết học này là cuộc trò chuyện về những điều quan trọng, khi giáo viên phải giảng cho học sinh về cuộc chiến Ukraine, quan điểm quân Việt của Nga về lịch sử và các chủ đề khác do nhà nước đặt ra. Khi tôi ăn trưa với bạn bè tại một nhà hàng ở Moscow vào tháng này, một người bạn đã cảnh giác hỏi người phục vụ xem nhà hàng có máy quay và ghi âm khách hàng không. Và họ có, trong một văn phòng, không có ai khác trong phòng, một người bạn khác gần như thì thầm những quan điểm phản đối chiến tranh của mình, đôi mắt đảo nhanh một cách lo lắng. Gần đây, khi một lớp cựu sinh viên ngôn ngữ tụ tập với giáo viên đã nghỉ hưu của họ trong cuộc hội ngộ hàng năm, tất cả đều căng thẳng, tế nhị thăm dò quan điểm của nhau. Trước khi dần dần nhận ra rằng mọi người đều ghét chiến tranh nên có thể thoải mái nói chuyện, một người Moscow có họ hàng với người giáo viên cho biết. Cảnh sát trong hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn của Moscow đang bận rộn theo đuổi các báo cáo, được hệ thống nhận dạng khuôn mặt mạnh mẽ hỗ trợ. Kamina Murasova, một y tá tại nhà tế bẩn dành cho trẻ em, đã bị bắt trong tàu điện ngầm vào ngày 14 tháng 5 sau khi ai đó chụp ảnh huy hiệu mô tả màu xanh lam và vàng của lá cờ Ukraine trên ba lô và tố cáo cô ấy. Murasova bị buộc tội làm mất uy tín của quân đội. Một giám đốc bán hàng 40 tuổi, Yuri Samuelov, đang đi tàu điện ngầm vào ngày 17 tháng 3 thì một hành khách nhìn thấy nền màn hình điện thoại của anh ta có một biểu tượng của đơn vị quân đội Ukraine Azov và đã báo cáo anh ta. Samuelov bị kết tội đã phát tán tài liệu cực đoan cho một nhóm người không giới hạn, theo các tài liệu của tòa án. Vào thời Xô Viết, có một từ gây ớn lạnh về việc tố cáo lẫn nhau này, Stachat, nghĩa là gõ cửa, gợi liên tưởng đến một công dân láo ca gõ cửa cơ quan cảnh sát để báo cáo. Biểu tượng tốc ký để truyền đạt ý, hãy cẩn thận, vách tường có tay, là một động tác gõ cửa trong im lặng. Ở nước Nga đương đại, hầu hết các báo cáo dường như được thực hiện bởi những người yêu nước, những người tự coi mình là người bảo vệ tổ quốc của họ. Theo Alexandra Akhipova, một nhà nhân chủng học xã hội, người đang biên soạn một nghiên cứu về chủ đề này sau khi bị tố cáo vào năm ngoái. Vì những nhận xét mà cô ấy đưa ra được thực hiện trên kênh truyền hình độc lập của Nga DZHD có trụ sở tại Hà Lan. Akhipova và các đồng nghiệp nghiên cứu đã xác định được hơn 5.500 trường hợp tố cáo. Ví dụ, một bà mẹ ở St. Petersburg được nêu tên trong các tài liệu của cảnh sát là E. P. Kalacheva, nghĩ rằng cô đang bảo vệ con mình khỏi thiệt hại về mặt tinh thần. Khi cô báo cáo các áp phích gần một khu vui chơi, mô tả các căn hộ ở Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy với dòng chữ và những đứa trẻ. Kết quả là,
một sinh viên đại học năm thứ ba bị buộc tội đã làm mất uy tín của quân đội. Akhmatova cho biết cô và một số đồng nghiệp ở trường đại học đều bị báo cáo từ một địa chỉ email được xác định là của Anna Vasilyevna Korotkova, vì vậy cô đã gửi email đến địa chỉ đó. Người tự nhận mình là Korotkova tự xưng là cháu gái của một người chuyên chỉ điểm cho KGB thời Liên Xô, người đã dành phần lớn thời gian của mình để viết đơn tố cáo. Korotkova nói rằng cô đang tiếp bước con đường của cha cô. Korotkova không cung cấp bằng chứng nhận dạng khi được The Washington Post liên hệ theo địa chỉ email, khiến phóng viên không thể xác minh câu chuyện của cô. Người viết email này tự xưng là một phụ nữ độc thân, 37 tuổi, sống ở một thành phố lớn của Nga, người đã bắt đầu viết hàng loạt đơn tố cáo các nhân vật đối lập Nga vào năm ngoái. Cô tuyên bố đã gửi 1046 email báo cáo cho FSB về các nhân vật đối lập đưa ra bình luận về các phương tiện truyền thông độc lập bị chặn ở Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh đến ngày 23 tháng 5, khoảng 2 đơn tố cáo mỗi ngày. Trong mỗi cuộc phỏng vấn, tôi tìm kiếm các dấu hiệu phạm tội tự nguyện đầu hàng quân Ukraine và phát tán thông tin sai lệch về các hoạt động của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cô nói. Ví dụ, nếu một tù binh nói rằng anh ta đã tự nguyện đầu hàng, thì tôi viết 2 đơn tố cáo anh ta gửi cho FSB và Văn phòng Công tố quân sự. Korotkova khoe rằng việc tố cáo của cô đã dẫn đến việc giải thể nhóm nhân quyền lâu đời nhất của Nga, Moscow Helsinki Group, vào tháng Giêng 2023. Nói chung, mục tiêu tố cáo của tôi là các nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ, nhà hoạt động nhân quyền, luật sư, nhà báo và người dân thường, người viết email cho biết. Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn về mặt đạo đức khi người đó bị ngược đãi vì đơn tố cáo của tôi, họ bị đuổi việc, bị phạt hành chính, v.v. Cô viết, tôi rất vui khi bắt được ai đó phải vào tù, và nói thêm, tôi cũng coi đó là một thành công nếu người đó rời khỏi Nga sau khi bị tôi tố cáo. Akhmatova cho biết Korotkova đã dành rất nhiều nỗ lực để viết nhiều câu trả lời cho các câu hỏi của cô ấy và coi mục tiêu của cô ấy là ngăn cản các nhà phân tích có thể nói với các phương tiện truyền thông độc lập về cuộc chiến. Akhmatova nói, bạn có thể tìm thấy kiểu người này ở bất cứ đâu. Họ cảm thấy như thể họ phải chịu trách nhiệm về ranh giới đạo đức. Họ cảm thấy như thể họ đang làm điều đúng đắn. Họ đang giúp đỡ Putin, họ đang giúp chính phủ của họ. Một giáo viên ở vùng Moscow, Tatiana Chovenko, có 2 con, cũng bị Korotkova tố cáo vào mùa hè năm ngoái sau khi cô phản đối chiến tranh trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức Deutsche Welle. Đơn tố cáo nói tôi tham gia tuyên truyền trong lớp học. Cô ấy bịa ra sự việc, cô ấy không biết tôi, cô ấy đã lập toàn bộ báo cáo, Chovenko nói. Ban đầu, ban giám hiệu nhà trường bác bỏ báo cáo, nhưng Korotkova đã viết một báo cáo thứ hai cho ủy viên về quyền trẻ em của Putin, Maria Lvova-Belova, người đã bị tòa án hình sự quốc tế truy tố cùng với Putin về tội bắt cóc trẻ em Ukraine. Sau đó, lãnh đạo nhà trường đã cử giáo viên và ban giám hiệu theo dõi các tiết học của cô, đặc biệt là tiết thảo luận về những điều quan trọng. Họ gọi cảnh sát đến trường học. Các phụ huynh thân cận với ban giám hiệu nhà trường đã viết đơn kêu gọi đuổi việc cô. Chernenko cho biết, vào thời điểm cô bị sa thải vào tháng 12, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thậm chí không cố gắng tìm một công việc khác. Cô ấy đã không liên lạc với Korotkova. Tôi không muốn nhìn mặt những con quỷ đó. Tôi có thể nói rằng cô ấy rất tự hào rằng tôi đã bị sa thải. Đó là mục tiêu của cô ta, Chernenko nói. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là phản ứng của chính quyền. Rốt cuộc cô ta là ai? Không ai biết cô ta là ai. Vậy mà cô ta đã làm đơn tố cáo tôi và họ đã đáp lại bằng cách sa thải tôi. Cũng giống như thời Xô Viết, một số lời tố cáo dường như che đậy sự thù hận hoặc động cơ vật chất. Nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Nga Ekaterina Sulman, với hơn 1 triệu người theo dõi trên YouTube, hiện đang làm việc tại Berlin, đã bị những người hàng xóm tố cáo ác liệt trong một báo cáo gửi thị trưởng Moscow sau khi bà rời khỏi đất nước vào tháng 4 năm ngoái và bị tuyên bố là đặc vụ nước ngoài. Họ gọi Sulman và gia đình cô là những phần tử phản cách mạng lâu năm, hành động vì lợi ích của những ông chủ phương Tây, những kẻ có mục tiêu là chia rẽ xã hội của chúng ta. Nhưng trung tâm của khiếu nại thực sự là một tranh chấp tài sản 15 năm tuổi. Sulman nói, đây không phải là một lời tố cáo chính trị, mà là một cuộc xung đột kinh tế lâu đời, trong đó mọi người đang cố gắng nắm bắt thời cơ khi họ nhìn thấy nó, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Có hàng tá báo cáo trong trường học, giáo viên báo cáo trẻ em báo cáo giáo viên, giám đốc báo cáo trẻ em hoặc giáo viên gây ra phá hoại công việc giáo dục và gieo rắc sự chia rẽ, sợ hãi và mất lòng tin trong các phòng giáo viên của trường. Daniel Ken, người đứng đầu Liên minh Giáo viên, một hiệp hội nhỏ gồm các giáo viên Nga, đã phải rời Nga sau khi chiến tranh nổ ra. Rất khó để cùng tồn tại bởi vì, giống như các thành viên của bất kỳ nhóm nào, mọi người trong trường đều biết những người khác nghĩ gì, Ken nói. Akhmatova cho biết việc nhà nước sử dụng những kẻ bắt bớ và nhiều vụ bắt giữ ngẫu nhiên là những công cụ mạnh mẽ để kiểm soát xã hội. Bạn có thể bị bắt bất cứ lúc nào, nhưng bạn không bao giờ biết mình có bị bắt hay không. Họ nhắm mục tiêu vào một số lượng lớn giáo viên ở một số nơi, chỉ để cho mọi giáo viên biết rằng, hãy im lặng, cô nói. Vấn đề là làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Theo The Washington Post,
Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.